Lúc nãy niên kênh nhá chưa tìm ở đây, Campuchia nâng miên phliêng thịa cầm rất tích tấu bằng cua. Lớp bình ní, đồng bọn khá lạc ách nâng miên phliêng thịa tráng, lý lòng đòi cố rừng tế nâng chó cần trạng. Cô xuống thôn thiên tức nâng ủ tụ nì dung bà này đằng thà, chạp bị thang ngày tí đập buôn đòi thang ngày tí mập phê khai kênh nhá, Campuchia nâng rôn xong biết tiếp, đây là rùm cơ chó. Lang nô chân lóc phía kháng chương nây bà tế Thái, Lào Việt Nam, nâng phía cần đá an tuần lê mê cổng, chú mùi nâng chó mù sông nơi ra đấy, bọc nông lực bươn bị sao tông một chúm rồi dạ phê mùi sạp ở đà. Thiệt ở cả bẹp ní, ách nâng phơ áo đầm bón tùm nếp cần đá, miên phliêng lẹ nô khôn nông cầm rạch tích nâng bằng cùa. Đầm bón khá là ách miên phliêng chán, đào ẩn lơ liê lòng tật đòi cố nâng rừng tế, nâng chó cần trạng. Trong phút đầm bọn phung riêng ách nâng miên phliêng thị lạc nó có nông cầm rạch tích tấu bằng cùa. Đầm bọn khá ách nâng miên phliêng tràn đòi ẩn lơ liên lâm tờ đòi cố rừng tế nâng cho cần trạ đầm bọn ai mọt xa mốt nâng miên phliêng cầm rạch tích nâng bằng cùa liên lâm tờ đòi cố nâng rừng tế nâng cho cần trạ. Cô ra xuông thôn thiên tức có ban ông piêu vừa níu ai bà chư bù rốt ai miên ca prong bà giá tốc chì muốn. Đảm bây sử vật tập hiệp thuê dạng ná, ạ chi phót nâu cửa thân nặng tình lái để cả làng đáo dạ thả hẹt.